Có gì ở trong ấy? Vào đi. Được rồi. Ui. Sao? Ui. 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 Tôi hy sinh. Ui. 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 Tôi hy sinh. Ah!
Xây đâu rồi? Chú ơi, đang bị thoát rồi, đang bị thoát rồi. Bò đi rửa tay rửa chân. Sao lại đâm phát vào mặt luôn? Sao mày chui xuống cái huyệt này? Làm nào mày mới làm người chết thì sao ấy? Mẹ con này đang cân nhau ơi. Anh em, con này đang muối vào rồi, tầm 500. Ui, con này phải khoảng chuẩn là 300 bao luôn. Thôi, thôi mà. Nó ở đây bao? Ôi, lại ở đây luôn này. Ui, nó bắt đi, nó chạy đấy. Ôi, vô vô đi. Từ, cái thái con đẹp rồi chắc ạ. Ui, từ từ. Chân phải nó cao. Chân lên đây anh em mình bắt phải nó cao. Đi, đi. Rồi rồi. Đứng xuống nào. Đứng xuống nào. Nhanh nhanh, khay 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 phải nó cao nhanh. Ê, nó có thủ nặng thế. Đi chỗ nặng này. Nhanh nhanh, tập chú khay vào. Ôi, nặng lắm. Này, con gái nhỉ. Ôi, ôi, đứng. Ôi, ôi, ôi. Kéo ra, kéo ra. Thì con nào dưới này rồi. Anh chưa ra có ai mang túi đi không? Dưới đây nhà kiếm bộ đây. Sao không mang túi đi ạ? Thì gọi người mang túi đi luôn để bắt người chứ. Ủa hồi. Anh mày mang túi. Anh mày còn cái gì túi đâu? Nó đo đang nhìn dưới đấy kìa. Ừ, hay là còn người dưới đấy. Mà xuống món à? Ừ, mà xuống món à, tôi sợ chứ ạ. Ở dưới chút chút người sao? Chắc cả thằng nó xuống ăn thì được. Ui, ui, đi đây, đi đây. Ui, đi đây, đi đây.